người trở lại với kênh channel của Gia Là Gia Này Tên Tê. Và hôm nay mình sẽ quyết định trở thành em bé sói mọi người. Thì nhưng mà biết là trong nhóm, người là trong Hello Team mà người mình ít chọn nhất là chỉ là anh Siro đó và chị Camui mọi người ạ. Thì hôm nay mình sẽ quyết định chọn cặp đôi cute đó nha mọi người ơi. Ok, và trước khi xem video có quên là phải like video cho Sam, comment cho Sam nha. Trời ơi, coi quá nhiều bạn xem video của Sam mà chả like, chả comment. Dễ trời mất động lực dễ sợ. Mấy bạn chỉ cần là xem video của Sam phải có like cái nhẹ này và comment phía dưới là cảm nhận của bạn như thế nào để Sam mới có động lực, đúng không? Sam đọc comment của mấy bạn, Sam có động lực để làm clip hơn nhớ nha. Đó, thì các bạn nếu các bạn mà thương Sam hơn thì khi bạn xem video của Sam có hình quảng cáo thì bạn nhớ xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây đầu giúp Sam có số tiền mua đồ ăn vô cam cho Cam. Bây giờ nó thang đối hoài không mọi người ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ biến cho mọi người xem rồi em bé baby của mình như thế nha. 3, 2, 1, biến lên. Bum. Đó, thấy không? Đó, với em bé sói như thế này thì mình nghĩ người siêu lòng đầu tiên đó cho ông Si Văn Rô mọi người ạ. Đó, thì Si Rô mà sói mà mình biến thành em bé sói thì sao nhỉ? Chuyện nó có hay không? Đừng quên xem tiếp video cho mọi người ơi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi thế nào. Let's go. Ok mọi người ơi, thì theo mình tính toán được, bấm tay bấm chân thì thấy là tí là Camui sẽ qua nhà Siro rủ làm cái gì đó. Nên mình đã đứng đây để khi Camui qua nhà Siro thì Camui sẽ thấy được mình. Mày giang bánh tổ thôi. Bùm. À, dễ thương quá à. Kiểu này thế nào Camui cũng nhìn thấy mình thôi. Ok, Camui kìa, thấy chưa? Siro. Ủa? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa sao ở đây có một bé cún nhở? Không, khoan đã, ở dưới đây nó phải cún hay là sói hay sao ta? Ôi bé bị thương hả? Bé sói ơi. Ô, gật đó hả? Ủa, nhìn cưng quá à. Trời, à khoan đã, mình đang làm việc chính sự là đang rủ Rô đi quay video mà ta. Sao mình lại ở đây này? Nhưng mà nếu mà là bé sói thì chắc là Siro là sẽ thích nè. Ờ ok, thử. Ê bé ơi, bé cứ có bị lạc hay là bị làm sao không nhở? Bị lạc đó. Ủa, có hả? Không, bé bị làm sao ạ? Trời đất ơi, thôi được rồi. Là sói đúng không? Sói thì Siro sẽ thích, thì Siro sẽ chăm em, còn chị thì cả em chứ chả liên quan đến chị. Trời đất ơi, tôi không tin được luôn á. Trời đất ơi, kiểu gì ghê trời. Rồi xong luôn, nó mẹ mở cửa tiếp luôn. Nó lại chơi điện tử cho bà coi à. Ê, bé đứng đấy á, đi đâu rồi? Bé xuống lại thôi. Bé xuống lại. I kill down. Ôi trời đất ơi, bà lên người xuống cái gì vậy trời? Ủa? Ai kêu mình ta? Sói nè. Em nhà ở đâu thế? Cái gì? Cứ té luôn. Anh chẳng thấy đường gì. Trời ơi. Trốn. Cưng đi đâu vậy? Bây giờ thằng nhóc này nó nhỏ chiêu à. Bây giờ mình phải dạy cho nó. Trong khi ba mẹ nó không có ở đây chị, mình phải thay trời hành đạo. Anh nhầm, thay ba mẹ đi dạy con. Thay ba mẹ dạy con chị. Em mới nhầm chiêu. Qua. Nhưng mà trước khi dạy thì cũng phải cho nó ăn chứ. Đây chỉ có xương này. Đó, em thấy hợp lý không? Chó thích ăn xương mà. Ai nói bà chó thích ăn xương? Hả? Chứ thích ăn gì? Chó sói thích ăn xương là đúng mà. Bằng chăm một người cute phô mai que không? Bé đáng yêu như thế này mà chắc ăn xương. Phải cho ăn xương hào hải vị tôm hùm Alaska. Ui, được. Má gọi là ta, má chiều bé như thế sao bé hư sao? Chó sói bây giờ cứ cho ăn xương thôi. Sau đó thì chích cho cùng lắm cho đây cho thêm miếng thịt nè. Nó không bây giờ bà không có đâu nha. Tôi tố cáo bà kiện bà cái tội ngược đãi ông già không? Đãi xuống nào. Người chó thế là đúng không? Cái gì đó? Thôi cưng, đây, để anh nói cưng nghe. Cái bà này, bà gọi là không có biết cách nuôi dạy cho em gì hết. Đây là ăn đi. Ôi, mày bị ngáo à? Ăn cái này xong rồi bị béo phì ra. Trời con ơi, đừng ăn con ơi. Ăn đi em. Trời ơi, em. Không chưa, thằng nhóc nó hết kìa, chị thấy chưa? Chỗ nào mà thích trời ăn này sao bị béo phì rồi loãng xương này. Xong rồi là còn không có chất gì đâu. Ăn thế này em bảo sao em thấy không? Trời nhiều người còn bị béo phì. Nói chung là mắc rất là nhiều bệnh. Mày bỏ cái ra à? Mày bỏ ra à? Mày bỏ ra à? Chó bia luôn à. Bây giờ một con sói cần nhất là những chất dinh dưỡng để đảm bảo tất cả những cái thứ cần thiết về sức khỏe để có thể đi săn mồi, hiểu không? Ai như chạy suốt ngày ngồi ở nhà đủ đó. Đi biết bây giờ lùng. Anh sẽ dạy cho cưng tính săn mồi. Anh là sói anh. Hay. Để anh dạy, đừng để mày dạy. Bà này không biết gì đâu, bà gì được cái lùng thôi. Bà dạy em lùng lắm. Đi anh à, để em dạy cho em cách để em cao lên.
Ôi, mày hay ha, dạy cách cao ha. Mày hay em. Ok mọi người ơi, rồi mình nghỉ tí nữa chúng ta lại có trò dư rồi đây. Mình sẽ dùng một cái trò tròn với cái màn này nè mọi người ơi. Hí hí. Ok, đốt 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 đốt. Ôi ôi, có bọn là không, không ngửi thấy mùi khét. Trời, ngửi mùi gì ta? Trời 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 trời. Ôi đốt tiếp. Mùi gì vậy? Mùi gì vậy? Ôi, cái gì đây, cái gì đây, cái gì nhở? À, trời ơi, sao bị cháy mày trời ơi? Như mày vừa thấy đứa nào lúc này. Mày đứng lại, 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 mày bình thường mà. Bình thường cái gì mày bình thường? Cái mẹ bé chó sói này đốt đốt nhà thì mày đây nè. Hôm qua em vừa mới học bé chó sói này một khóa gọi là nấu nướng đồ ăn. Bé đang tập dùng lửa thôi, dùng nhà chị dùng làm mục tiêu nghiên cứu có gì đâu chạy. Ê bạn người ơi, đâu ít tí bạn chạy. Ơi, nấu nướng đồ ăn mà dùng củi gỗ cùng lắm thì đi đốt đốt rừng đi chứ, liên quan gì đến nhà chị mà đốt. Để em nói chị nghe, sói là một loài tập tính hoang dã, đây là một bé sói cực kỳ ngoan, chị đừng đổ oan cho bé là hư nha chưa. Chị ơi, xin có một cái nhà của chị, dăm ba cái nhà của chị, em xây lại 10 cái cũng được nữa. Bây giờ nó đốt con cái. Tức là bây giờ chị qua đốt nhà em là vẫn được đúng không? Là được thoải mái đúng không? Giờ chị đi được đúng không? Ok đi nha, đi đốt nha. Để em nói chị nghe này, sống trong cái cuộc đời này á, nhà ai cũng không thể được đốt trừ nhà chị. Nên là bé ơi, đốt nhà phải nhiều lên nha em. Ok. À, mày tưởng một mình mày có cái đồ để đốt à? Chị cũng có đồ để đốt nha. Đâu rồi? Chắc rồi cái đồ để đốt đâu rồi? Nói chị nghe, con nít đốt nhà là không bị kiện, còn người lớn đốt nhà em kiện cái to là chị đi tù nha chị. Đi tù bây giờ tù heo tìm cái mày. Mày ăn cái gì đó nó lại đốt tiếp nha. Đấy, đốt thế là mình thấy người luôn nha. Cầm khỏi anh ha. Đấy, như thế mới là bé ngoan chứ. Bây giờ nó đang tập tính để tập đốt lửa, nó vẫn chưa biết xài cái đồ đốt lửa. Nó sử dụng nhà của chị á, tập đốt lửa thôi. Chị làm thì chị căng quá vậy. Bây giờ chị qua chị đốt nhà, chị ngon chị đốt nhà, em đi báo công an, em đi báo công an. Bây giờ tao đi đốt luôn à, tao đi đốt luôn à. Đấy, okay, đốt, mày đốt đi, mày báo đi. Ok mọi người ơi, thì đây là trò tròn cuối cùng. Thì mình nghĩ là chắc là trò tròn cuối cùng thôi. Tại tròn nhiều quá, hai người này lại mình thấy cảm giác lương tâm mình bức rứt lắm mọi người ơi. Đây, trò tròn cuối cùng của mình này, mọi người đáng xem nha. Oh my god, cái mùi mà thấy cái đống này, cái mùi sẽ khóc luôn á mọi người. Để tôi xem. Ui, trời ơi, bực mình quá. Ui, bà đi siêu thị về mua một đống đồ thoải mái hơn. Hơn hà. Cái gì vậy mày? Cái nhà của tôi cái gì vậy? Đứa nào tặng mày đó, cái nhà của tôi vậy? Đứa nào? Xin lỗi, mày đâu rồi, xin lỗi. Này, mày lại thấy nó cái gì đây? Cái mày nó nhà của tao luôn nè. Này, vậy đó. Mày là nhà của chị mày luôn nè. Cái mùi không gì hết chứ. Hè là một trong những kỹ năng đánh dấu, nó là một tập tính của loài sói. Vô mà đánh dấu là kỹ năng thế nào mà chị. Bây giờ để nói chị nghe nè, chị kêu là hồi chưa đốt nhà chị. Bây giờ nó chữa lỗi bằng cách nó chữa cháy cho chị, nó chặt lửa chứ còn cái gì nữa. Nó dài hả? Nó sập nó lấy là nó cuốn bằng cái nước vàng vàng của nó nè. Nó cuốn nhà chị đi luôn nè. Để nó chị nghe. Mà có sập lửa nữa. Tính của loài sói là nó làm như thế này để nó đánh dấu lãnh thổ nó, chứng tỏ là cái nhà của chị nó rất là thích cái nhà của chị hiểu không? Chị phải tự làm mày đi. Đừng đổ đây là tập tính của sói nữa em à. Đứng đổ đây là tập tính của sói, chính là em. Em chính là đứa dạy hư. Em chính là đứa gọi là nó thật ra đầu tư cho cái việc này đúng không? Em cố tình đúng không? Giờ em muốn đuổi chị ra khỏi làng này đúng không? Chị biết rồi nha. Em bây giờ nó kêu, bà kêu em là tập tính của loài sói, mình là gọi là dơ dãi rồi. Em thấy không? Em không thể nào ở cái con người này được. Cái con người này con người không hiểu gì về tập tính của loài sói chúng ta cả. Đi theo anh ở bên đây, anh sẽ cho em ăn sơn hào hay gì. Còn cái bà này hả? Bỏ đây. Bà này không biết chơi, không biết nuôi dạy chơi đâu. Đi theo anh. Oh my god. Hay rồi. Ok mọi người ơi, chắc mình kì. Thôi mình trốn đã. Chắc luôn thế đó. Trời đất ơi, tôi cho một ngày mà tôi cười gần chết luôn á. Trời ơi là trời. Ê, tao ơi.
Trời đất ơi, tôi ho sặc sụa luôn mọi người ơi. Ok mọi người, mọi người thấy trò chơi của mình với trò chơi của mình đối với Zero với Camu như thế nào? Đừng quên comment vì vậy sao biết nha. Và nếu mọi người thích Sam chơi nhiều clip hơn nữa đối với cặp đôi gì ta Camu với Rồi, đừng quên comment vì vậy sao biết nha. Rồi ok, thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái này. Đừng quên thích video này, đừng quên cho Sam một like nè, một share, một subscribe đó. Và nếu các bạn thương Sam hơn nữa thì bạn chỉ cần xem video có giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi nha. Ok, thì ta biết mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye.